mang tất cả số hàng có nghi vấn để về điều tra. Mong bà hợp tác. Không biết là có nhầm lẫn gì không? Đã có lệnh kiểm tra thì làm sao mà nhầm lẫn được. Tụi bay, thấy có gì nghi vấn đem về hết cho ta. Dạ. Tôi xin thay mặt nhà họ Tô đến đây theo trác mời của ngài về chuyện có liên quan đến số hàng hóa mà ngài cho là hàng quốc cấm. Cô là con dâu nhà họ Tô, tên là Minh Lan, có phải không? Dạ thưa đúng. Trên giấy tờ thì tất cả hàng hóa trên đều do cô Lan đây làm chủ, có đúng như vậy không? Dạ thưa đúng vậy. Lính đâu? Bắt ngay cô Minh Lan lại cho. Khoan đã. Thưa đại nhân, ông có nhầm lẫn gì không? Tại sao lại bắt tôi? Tôi chỉ là người đứng tên trên giấy tờ. Còn thực tế, ông cũng biết là số hàng hóa đó thuộc quyền sở hữu của cha tôi là ông Tô Hoàng kia mà. Cô Minh Lan, ta làm gì cũng căn cứ vào chứng cứ. Giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng cô là chủ của lô hàng cấm đó, thì ta phải tạm giam cô thôi. Ta không thể nào bắt giam ông Tô Hoàng được. Khi nào thu thập đầy đủ nhân chứng vật chứng, ta sẽ mở ra công đường xét xử vụ này. Lính, giải đi. Không, đi. Buông ta ra. Ta không làm gì sai hết. Ta muốn gặp Tô Hoàng, ta muốn gặp cha ta. Buông ta ra.